Bây giờ nói về chủ đề trong thời đại khoa học, tại sao người phương Tây xuất gia? Ngày nay, khoa học phát triển một cách phi thường, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng có nhiều phát hiện mới lạ. Thế nhưng, sự phát hiện này đến bao giờ mới là tột đỉnh, mới là rốt ráo? Sự rốt ráo này có thể nói là sẽ xảy ra ở vào bất cứ thời điểm nào, song cũng có thể nói là bất tận, không có ngày cùng tận, không thể nào hoàn tất được. Hiện tại, nền khoa học của chúng ta được gọi là tiến bộ, nhưng sau 500 năm thì sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay lại bị xem là lạc hậu. Nền khoa học của 500 năm sau sẽ là tân kỳ. Xong đến 500 năm sau nữa thì cái được mệnh danh là khoa học tân kỳ của 500 năm về trước lại trở thành lạc hậu. Còn khoa học của 500 năm sau lại là mới mẻ. Hiện giờ người ta cho rằng những gì của quá khứ là xưa cũ, xong sau 500 năm nữa, trong tương lai, tất cả những thứ tân kỳ của hiện tại cũng đều sẽ bị xem là xa xưa, lỗi thời. Cho nên khoa học và triết học không có ngày cùng tận, có thể nói là càng chạy càng xa, chẳng có kết thúc. Đặc biệt là khoa học và triết học ngày nay, tuy có phát triển, nhưng những lợi ích mà chúng mang lại cho con người thì ít hơn so với những điều bất lợi. Đó chính là tình trạng cái hại nhiều hơn cái lợi. Đối với nhân loại thì sự giúp ích không nhiều hơn sự sát hại. Vì sao? Trước kia khi khoa học chưa phát triển đến thế này thì người ta không bị chết nhiều như vậy. Song lê, hiện tại khoa học phát triển càng nhanh chóng thì trong tương lai nhân loại sẽ bị chết càng nhiều hơn, thậm chí có thể đi đến chỗ tận diệt. Nếu loài người bị hủy diệt thì khoa học, triết học còn ích dụng gì cho nhân loại nữa chứ? Chắc chắn là không còn hữu dụng nữa. Hiện tại, tuy rằng khoa học và triết học phát triển như thế, nhưng đối với những tai họa trên thế giới thì vẫn chưa thể tiêu diệt được. Thí dụ như việc nảy sinh nhiều căn bệnh quái lạ mà với sự phát triển của khoa học, con người vẫn chưa có cách nào chữa trị hoặc trừ khử được. Đó là một điểm. Rồi lại còn chiến tranh nữa. Khoa học phát triển đến cực điểm thì chiến tranh sẽ càng khốc liệt bởi các vũ khí giết người mỗi ngày một tinh vi, kỳ diệu hơn. Sự tinh vi kỳ diệu đó chẳng phải sẽ đưa nhân loại vào chỗ chết sao? Nước này gây chiến với nước khác, nhà nọ tranh chấp với nhà kia, người này gây gỗ với người nọ, tất cả đều hổ tương tàn sát lẫn nhau. Cứ như thế thì biết đến bao giờ mới chấm dứt được. Anh đề phòng tôi đề phòng anh. Anh muốn hủy diệt tôi cũng muốn hủy diệt anh. Tất cả đều hổ tương hủy diệt lẫn nhau. Và rốt cuộc sẽ có một ngày tất cả đều cùng về chỗ chết. Và lúc đó thì mọi người đều sẽ không còn việc gì để làm nữa. Không phải chỉ có nạn chiến tranh là khó ngăn chặn, khó dập tắt thôi đâu, mà còn có nào là nạn lũ lụt. Không biết được là sẽ xảy ra lúc nào, ở nơi đâu. Nạn hỏa hoạn, suốt ngày toàn nghe tiếng xe cứu hỏa, hụ còi, in ỏi, ồn ào hơn tất cả. Nạn gió bão, hễ cuồng phong thổi tới thì cây chết chóc cho biết bao nhiêu người. Chỉ mấy hôm trước đây, ở Đài Loan có nạn gió bão xảy ra gây thiệt hại cho cả mấy trăm người. Vào lúc khoa học tiến bộ đến giường này, vẫn chưa có cách nào khiến cho những tai ương như thế biến mất, không còn xảy ra. Trông thấy tình trạng này, nếu muốn tiêu diệt tai ương, chúng ta cần phải nghiên cứu đạo lý của nhân sinh, cần phải thấu hiểu các chân lý của nhân sinh, rồi sau đó mới có thể biết được căn nguyên, mầm mống của các tai ương. Thế thì, muốn tránh tai ương, điều thiết yếu là mọi người đều phải sửa sai, hướng thiện. Vì sao những tai ương này xảy ra? Đó đều là do cộng nghiệp của mọi người cảm vời ra. Nghiệp tụ tập lại với nhau nên mới có loại tai họa này xảy ra.
rồi lại còn nạn động đất nữa. Đây là một thứ tai họa rất đáng sợ. Nó khiến mọi người đều nơm nớp lo âu. Rất nhiều người ở thành phố San Francisco lo sợ sẽ có nạn động đất xảy ra. Thế nhưng, chẳng có cách gì tiêu diệt được các tai ương này, bởi vì đó là do nghiệp chướng của chúng sanh chiêu cảm mà ra. Nói đến nghiệp, thì chỉ có Phật giáo mới có thể giải thích một cách tường tận về nguồn gốc, đạo lý của tướng nghiệp mà thôi. Do đó, chúng ta cần phải phát tâm xuất gia, nghiên cứu Phật Pháp, phải hiểu rõ Phật Pháp thì mới có thể chẩn cứu toàn thể nhân loại, thật sự cứu vớt nhân loại ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng được. Chúng ta phát tâm xuất gia là để nghiên cứu đạo lý của Phật giáo, dùng tinh thần từ bi vĩ đại của Phật giáo mà dấn thân cứu độ tất cả chúng sanh, khiến cho mọi tai ương trên thế giới đều vô hình trung bị tiêu diệt. Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải phát tâm buông bỏ các pháp của thế gian để nghiên cứu pháp xuất thế gian. Ha ha ha,